Lý do không công khai thưởng người báo tin bắt Triệu Quân Sự. Trao đổi với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Chí Thanh cho biết, sáng 19 tháng 6, Công an thành phố Tam Kỳ đã thưởng nóng cho người dân báo tin bắt Triệu Quân Sự, nhưng không công khai để bảo vệ người tố giác. Theo ông Lê Chí Thanh, sau tin thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an TP và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Tam Kỳ về thành tích bắt phạm nhân Triệu Quân Sự, có thắc mắc sao không khen thưởng người dân đã báo tin. Ông Thanh cho biết, tại buổi tuyên dương lực lượng chức năng bắt Triệu Quân Sự sáng 19 tháng 6, tỉnh cũng tuyên dương việc triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Vì từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã kịp thời triển khai lực lượng để bắt giữ Sự. Cũng trong sáng 19 tháng 6, Công an thành phố Tam Kỳ đã tổ chức buổi thưởng nóng cho người dân báo tin để bắt Triệu Quân Sự, nhưng không công khai vì phải bảo vệ người tố giác. Ngoài ra, Công an TP đã lập hồ sơ trình Giám đốc Công an tỉnh để tặng giấy khen cho người tố giác tội phạm. Theo quy định thì không công khai danh tính, hình ảnh của người tố giác tội phạm khi họ không đồng ý. Còn việc phối hợp bắt được đối tượng đặc biệt nguy hiểm, manh động, đang truy nã gắt gao Triệu Quân Sự, ngăn ngừa nguy hiểm cho nhân dân thì cần động viên kịp thời các đơn vị trực tiếp thực hiện. Qua đó cũng khích lệ làm tốt hơn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, ông Thanh nói. Trước đó, khoảng 19 giờ 45 tối 18 tháng 6, Công an thành phố Tam Kỳ bắt ập vào bắt Triệu Quân Sự tại quán Internet ở kiệt 155/11, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ. Tại cơ quan công an, Sự khai nhận khoảng 15 giờ chiều 3 tháng 6, khi đang phục vụ tại khu vực bếp ăn dành cho phạm nhân, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, Sự dùng đoạn gỗ keo lá chà móc vào kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường chạy trốn. Từ ngày 9/18/6, Sự đi lòng vòng tại địa bàn vùng ven khu vực xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, sau đó di chuyển vào khu vực trung thành phố Tam Kỳ để chơi game. Đến 19 giờ 45 tối 18 tháng 6 thì bị bắt giữ. Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng Công an thành phố Tam Kỳ cho hay, Triệu Quân Sự một mình trốn khỏi nơi giam, trong thời gian lẩn trốn đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm một xe mô tô nhãn hiệu Sirius, 3 điện thoại di động và tiền mặt khoảng 6 triệu đồng.